Xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay mình đi ăn trưa. Chồng mình ngủ đi ăn phở Việt Nam nữa. Mình thấy cái quán phở này nó rất là giống như cái kiểu xây theo cái kiểu lãng mạn á mọi người, cho nên là mình chọn. Mà hôm nay là trời mưa rồi cho nên mình không có quay được cái ngoại cảnh ở ngoài này cho mọi người xem nè. Đó. Nó rất là lãng mạn luôn. Nhưng mà mình đi ngay ngày mưa á mọi người, không có quay được. Bây giờ mình để mình quay cái phía trong. Quay phía trong cho mọi người xem nha. Đây là mọi người. Đó. Cái cửa vô nè. Nhìn thấy lãng mạn không? Quán rất là đẹp. Đèn thì là đèn vàng, đèn màu đủ thứ luôn nè. Ở đây nó còn một cái chỗ là để ai muốn ngồi với là ngồi mọi người, giống như nhà ai mà có em bé cái làm theo cái phong cách của Hàn. Quán phở Việt Nam nhưng mà vẫn làm theo phong cách của Hàn. Đèn nè, rất là đẹp. Quán này mình mới phát hiện cho nên là lần đầu tiên mình đến. Để em quay một vòng nha. Rất là lãng mạn luôn, trời cái ghế cưng không? Chèo qua mình xuống đây là thôi rồi á. Rất là đẹp. Cô chào đó mọi người. Rồi đằng kia là có một ô ba đang ngồi. Đây là khách nè. Ô ba. Chào mọi người. Ồ, 맛있겠다. Hả? 맛있겠어. 맛있겠어? Ồ, 참나 먹어. Chồng mình thích ăn món Việt Nam đó mọi người. Thấy là cứ vài ngày cái là rủ đi ăn món Việt Nam. Nhưng mà tại mình thấy mình quay cái đi ăn phở thì nhiều quá, mình ít có quay. Nhưng mà thật sự đó là cái đời sống thật của mình đó là như là tuần nào cũng ra ngoài ăn phở hay là ăn mấy món ở nhà mình đã nấu rồi. Nhưng mà thật ra ở ngoài cũng đi mua ăn cũng nhiều lắm. Đây là mọi người ra nè mọi người, cái này là Iko Budget nè nha. Lemon chicken. Cái món này là giống như là nó là thịt gà với lại là hạnh nhân rồi này nè, cái gì nữa để coi nè. Cái món này lần đầu tiên mình thấy nó lạ nè mọi người. Thịt gà là giá xào giống như là xào á mọi người. Iko có hạt điều nữa nè. Ủa món này lạ quá ta. Có hạt điều nữa nè mọi người. Nè. Rồi thịt gà giống như là xào của Việt Nam mình mọi người, có hạnh nhân nữa nè. Đó, cái món này ăn chắc bổ dữ lắm luôn á. Toàn là đồ bổ không. Còn đây là của mình nè mọi người ơi. Tô phở này là của mình nha. Mình ăn phở bò Việt Nam. Trời, nhìn để cái lá nữa nè. Thấy lãng mạn rồi đó. Còn đây là cái rau ngò ghế đó mọi người, với lại cái đồ trộn đây. Có cho trà uống đây nè. Trà. Rồi ăn cùng mình mọi người ơi. Ồ, nó maisiss어. Lâu lắm ăn lại hạt điều mọi người. Cái này là sốt. Cay. Bỏ nhiều quá ngồi tự ăn luôn á, ai ăn được. Để thử. Không cay. Không cay. Maisissta. Má. Phở bay bao tải maisissta. Maisissta. Quán này ngon hơn phở bay mọi người. Mấy cái quán phở bay ở Hàn Quốc không có ngon, nó lạc sao á. Quán này thấy ngon nè. Thank you.
Để cho nó gắt nào. Ngon mọi người. Cái cọng vỏ mọi người nó rất là mềm, nó không có cứng như những cái quán phở bài khác. Quán phở bài khác là cái cọng vỏ nó cứng, nó không có được mềm mại giống như nhúng chưa tới hay là do cái cọng phở thì mình không biết, nhưng mà ăn cái quán phở bài nào mình thấy cũng vậy, cái cọng phở rất là cứng luôn. Mình ăn thử cái này à. Cái này là bắp cải ngâm chua mọi người. Ngon. Con này là củ cải trộn. Củ cải trộn thấy ngon à. Chào kiểm soát mới xin ba lô nhập hèn để mua lật sắc. Thật chứ? Ba lô 5분 거리? 걸어서도 10분 안 걸리긴 한데. 그러니까. 골목에서는 못 봤지. 왔지, 여기 왔었지. 누구랑 왔었지. 이거 집에서 만들어줄까? 너무 많냐? 단무지. 응. 그거 먹고 싶어. 단무지 양념. 자살. 자살. 자살 먹고 싶어. 해줄게. Mình thấy cái quán này mọi người nó tương đối cũng rẻ, nó không có mắc như quán khác, tại cái quán phở khác đó, nó không có cho rau nhiều, với lại đó thịt nó rất là ít, nó không có nhiều như cái quán này. Quán này là cho thịt rất là nhiều rồi, mà thịt lại thịt bò cái dạng cũng ngon nữa, nó giống như nó cũng rất là mềm mại. Còn cái phần mà cơm xào này á, là thịt gà rất là nhiều luôn. Người Hàn mọi người giống như không có giống người Việt Nam mình, là người Việt Nam mình thích ăn món của nước ngoài, món này nước này nước kia đều ăn được, đều thích. Nhưng mà đặc biệt người Hàn á là không có thích ăn món nước ngoài đâu. Giống như người trẻ thì lại cũng ăn được thôi, chứ thật sự là cũng không thích. Nhưng mà đặc biệt những người lớn tuổi, những ông những bà lớn tuổi là đặc biệt hình như là không có ăn được món nước ngoài luôn. Giống như ở Hàn Quốc á, cái món của họ là suốt ngày là ăn món truyền thống đó mọi người, cho nên là không, cái khẩu vị nó không có hợp với lại cái nước khác. Còn món ăn của Việt Nam mình thì nó phong phú, nó đa dạng, mình có thể ăn được nhiều nước gần lân cận, hoặc là nước nào mình cũng có thể là ăn được cái vị cũng mình cũng thấy hợp. Còn chồng mình thì khác, chồng mình thì thích mấy cái món nước ngoài, còn Hàn á là giống như một tháng không có ăn món Hàn cũng được luôn nữa. Nhưng mà đặc biệt là mì gói là phải cho ăn nha, mì gói Hàn Quốc là thèm. Nhưng mà món Việt Nam hay là Trung Quốc là Thổ Nhĩ Kỳ, chồng mình rất thích là tìm tòi học là những cái món ăn của nước ngoài, giống như kiểu người Hàn thôi nhưng mà cái đầu óc là hướng ngoại. Việt Nam 사람들은 음식을 조금씩밖에 안 먹나 봐. 나 시장 가면 돼. 나 시장 가면 칼국수 이거 기본 두 그릇이잖아.
뚜그릇도 무조건 아니야. 아니, 뚜그릇 먹으면은 다음 거 뭐 먹을까 생각하고 있지. 더 먹으면은 돼지처럼 그러니까 안 먹잖아. Chồng mình về Việt Nam đi chợ ăn ăn phở ăn hủ tiếu là ăn hai tô, mọi người ăn phải từ hai tô chứ một tô là giống như đưa một cái đũa thứ hai nữa, mình thấy là gần hết một tô đó. Ăn một lần là gọi một tô này tô kia chứ không, tôi không no. Tại mình thấy á, mình khi mà ngày xưa mình ở Việt Nam thì mình không có cảm nhận được, nhưng mà khi mà mình qua Hàn rồi á, mình ăn cái mì sợi bên Hàn á, hay là mì cay, những cái người ta cũng bán cái dạng tô gì nào, mình mới cảm nhận được là Việt Nam mình ăn ít nè, Việt Nam mình ăn rất là ít. Người Hàn họ ăn cơm không có nhiều, nhưng mà đặc biệt họ ăn mì rất là nhiều. Mọi người, một người nam giới có thể ăn được hai gói mì bình thường, mà một gói là 120g. Còn mà phở, một tô phở bình thường này là nó bự như vậy luôn, nó phải tầm gấp hai tô phở Việt Nam mình thì mọi người mới ăn được. Và thậm chí con gái nó cũng ăn hết tô phở rồi đúng không mọi người? Con gái Hàn nó cũng ăn mạnh lắm, trừ những người mà muốn giữ cân rồi không dám ăn thôi. Rồi hôm nay mình quay đến đây thôi mọi người ơi, nhắn đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye.